À, tức là cái con chim này là nó đang có là cái hiệu ứng là từ có lợi cho mình thành là bất lợi cho địch đó, tức là cái con chim này nó đang được búp có lợi thì nó sẽ chuyển bất lợi cho địch anh em, khá là đê tiện. Choa, chuyến này nhiều khi win là nha anh em. Đây đây là bên kia là chơi kết hợp con vừa con ghi và vừa con ly hoàng vĩ hồng nữa anh em, hai đứa là ôi ôi hip hop đây. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay mình đợi hoài mà chưa thấy cái event mà cái con mèo mà táo quân anh em. Thì ôm cái con cá chép để chúng ta nhận kim cương ai vậy đó ra cái con mèo su đúc này. Thì thôi kệ, có cái gì thì ăn cái đó thôi anh em. Thì con mèo su đúc này thì hiện giờ thông báo với em là hiện giờ là đang mở bán ở trên web, chỉ một ngày duy nhất là ngày hôm nay thôi. Đó thì ông nào muốn nạp để mà lấy thêm kim cương cũng như là lấy thêm su đúc để mua các cái phần quà ở trên đó thì em có thể vào ở trong web bay.sim.vn đó, vào trong đó nạp giống như là nạp game bình thường nha anh em, nó sẽ mở cái gói ở trong đó nha. Đấy rồi, ok, đây mèo su đúc đây nè đó. Thì cái ác này thì cũng đã là mua và cũng như là chiêu tài luôn rồi. Để coi coi hôm nay thì bán cái quà bất ngờ đầu tiên là cái mảnh của Ironic 50 mảnh và cái hồn kim cang cái gì cái chiến hồn kim cang. Chiến hồn này thì mắc cả cùi ra rồi đó, thì 5.000 cực kỳ là mắc luôn, hai cái bất ngờ này đều là mắc cả nha anh em. Để coi coi chiến hồn trường mệnh thiên tử nè, rồi hoài cái gì đây, cái này cái rương tăng phẩm đó, kim cương thì giá hôm nay cũng đang là khá là hời rồi, 313% rồi, 32 mua cũng được. Nhưng mà anh em nông dân thì nên chiêu tài tới đợt ngày cuối cùng thì anh em mua, mua được bao nhiêu mua. Chứ bây giờ không ít cái xu đúc quá nên là chúng ta không có sự lựa chọn. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái chủ đề của ngày hôm nay. Thì anh em khi anh em đọc tiêu đề xong rồi anh em cũng biết rồi. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về một cái con tướng của team hỏa. Mà cái đời đầu của anh em nông dân ở đi theo team hỏa thì cực kỳ là ưa thích em nó luôn. Đó là con Orochi của team hỏa, là con chim. Đấy thì cái tiêu đề cũng đã ghi cái con chim nó như thế nào rồi thì cho anh em coi luôn. Thì con chim này thì cũng đã là đạt được S max rồi, ok, và tiềm năng luôn nha. Đây chim S max rồi này đó. Thì khi mà S max thì để coi coi, nuốt rượu vào miệng thổi ra lửa tấn công bất ngờ, rồi tấn công một hàng địch là tất cả các đấu sĩ phe ta nhận được rượu á, trội nhận được một rượu ngẫu nhiên đấy chứ, duy trì một lượt liên kết phe địch khi gì khi đến địch chịu hiệu quả bất lợi. Cái này là Orochi của team hỏa mà anh em, nên là chịu hiệu quả bất lợi là chuyện bình thường rồi. Tức là cái con chim này là nó đang có là cái hiệu ứng là từ có lợi cho mình thành là bất lợi cho địch đó, tức là cái con chim này nó đang được búp có lợi thì nó sẽ chuyển bất lợi cho địch anh em, khá là đê tiện. Ok, 40% khiến mục tiêu chịu thêm là hiệu quả ngẫu nhiên, đó là choáng cảm lạnh. Cái này thì cũng trong cái suy kỹ đó ha. Rồi khiến mục tiêu là bị thiêu đốt này chắc chắn rồi, mỗi tầng thiêu đốt là gây là giảm 100 điểm nộ, thì cái này đặc trưng của team hỏa rồi, và cũng như là 10% hồi nộ, ui giảm hồi nộ luôn nè. Duy trì một lần liên kết phe địch nếu phe ta có chiến hồn là thanh long hoặc là con sói nè thì được tăng 10% tỷ lệ sát thương và mức hiệu quả. Đấy thì này là nó gia tăng cái sức mạnh của con chim lên luôn nha anh em. Ok, thử coi sơ bộ về cái team hỏa này luôn, coi coi có ok không. Con mai này đã tăng lên được 3 sao đỏ rồi em ơi. Nếu như vậy thì ở trong cái phần thi đấu 12 cung hoàng đạo ngày hôm nay thì chắc chắn là đạt được hạng cao rồi. Để coi coi chứng thủ, ui chưa đánh xong nè anh em, chắc đang tiếc kim cương anh em ơi. Đánh mà full cái đến tầng mưa thứ 12 thì chắc tốn vài trăm kim cương đấy. Ok, ta cùng soi sơ bộ với cái team hỏa này nha. Đây là một cái team là ạc VIP 9 nha anh em, ạc VIP 9 2 triệu mấy lượt chiến á. Thì ạc nó cũng là cũng ở mức trung bình thôi chứ không phải là gọi là ạc top, nhưng mà được cái là có con chim ít mắt thì cái hồi này mình sẽ đi thi đấu cũng như là đi bem nhau thử cho anh em coi thử coi con chim này cái siêu thị kỹ của nó biến đổi như thế nào và cũng như là cái sức mạnh của cái con chim này như thế nào luôn nha anh em. Ok, cho cầm cái thương quang xấu nè anh em ơi, hai cái thương quang luôn. Rồi một cái mảnh tiếng nè.
Chin coi cặp chiến hồn gì. Chiến hồn Kyo, Vĩnh Thệ, Đường Công Chí Mạng để gây cái mức khống chế này, gây tăng cái mức khống chế lên. Đấy, chính xác hiệu quả nha anh em. Chơi Mari nè. Đấy, nhìn cái team này mình nhớ lại cái team ngày xưa của mình ghê anh em. Toàn là full hỏa không à. Ok, con Ly Hoàng Phi Hồng chắc chắn là mang cái chiến hồn thiên địa với lại cái chiến hồn của con Simi rồi. Thêm một cái chiến hồn, ồ, nhân vương 6 sao luôn ngon. Kyo đây anh em. Đó, rồi, Sasuke. Ok, Athen không biết có vào đội hay không. Đây, có đội đây nè, ôi có trợ chiến luôn nè anh em, ghê thực sự. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái phần trong hạng đi, hạng bảng xếp hạng lực chiến đi. Mình đang là hạng 30. Thì bây giờ mình sẽ tỉ thí những ông xung quanh thử coi, coi có mạnh hơn không nha anh em. Cũng như là coi cái siêu tuyệt kỹ con chim luôn. Đánh ông 31 đi. Ok, bắt đầu thử coi con chim coi nó siêu tuyệt kỹ như thế nào nha anh em nghe. Hồi đó là mình cũng có thấy sơ sơ cái ép mắt của con chim này rồi. Nó đánh mắc cười lắm em, nó nhảy qua nó phun lửa tứ lung tung hết trơn đấy. Ok, nó phun lửa tứ lung tung anh em, nó không có phải là đứng một chỗ nữa mà nó đứng tứ luôn, nó đứng mà nó phun lửa xung quanh luôn. Ok, ta cùng coi xem cái con chim nha anh em. Pha này là ôi, pha này là em nó đủ nộ rồi. Con Mai búp nộ một phát. Ôi, Mai này ép mắt luôn rồi, vãi đạn. Trời ơi, được một con Mai được thêm một lần xin kỹ nữa kìa anh em. Đấy, đó là con chim. Chim ép mắt nha anh em. Đấy, nhảy hiếp hớp đồ đèn vậy. Đấy, ui, con Mai thêm một lần xin kỹ nữa kìa anh em. Vãi cơ. Ôi, búp giáp kìa. Trời ơi, team này mạnh thực sự anh em. Đây được một cái mình thấy là team này là team hỏa cực kỳ là chuẩn nha anh em. Con Mai này là chơi xin kỹ lần này lần thứ 3 rồi anh em. Hoa, bá đạo thực sự nha. Bây giờ nếu mà các nào đánh mình, đánh cái những ông nào mà hơn lực chiến anh em thì cái tỷ lệ win là cũng có nha anh em, chứ không phải là không có đâu. Bởi vì team hỏa là chơi rất là có tương lai luôn, sau này ra những con tướng SP đều nằm ở team hỏa cả. Với lại mới ra cái con tướng VIP 18 đó là con Kionet cũng thuộc team hỏa luôn. Nên là tương lai team hỏa là sau này là cực kỳ là bá luôn nha anh em. Cái này là sự thật thôi, mình thấy sao nó vậy thôi anh em. Ok, win rồi. Mình sẽ đánh một ông mà là trên lực chiến một tí để cho anh em thấy rõ hơn về cái sức mạnh của team này. Đấy, trời, mình thấy con Mai nó chơi là 3 lần siêu tuyệt kỹ là mình thấy là bá đạo rồi anh em. Nó giết được người lại chơi được siêu tuyệt kỹ thêm một lần nữa. Đầy nộ lên là đánh được thôi anh em. 30 đánh ông 29 đây nè. VIP 13 luôn hả? Mình mới VIP 9 thôi nha anh em. Ở bên này là VIP 13 rồi. Ok, cho có con Gonit luôn à, căng thực sự. Gonit nè, với lại con Ghi rồi nữa kìa anh em. Kula rồi các thứ. A, S, team hỏa này là không có Kula nha anh em. Chết rồi. Đánh sau là ăn hành chắc rồi anh em ơi. Không biết cái con chim của mình là có qua được cái cơn mê này hay không. Và mình thấy là nguyên một vàng, ôi bị choáng rồi suối. Nguyên một vàng năng lượng ban đầu. Cái năng lượng chứ, cái năng lượng mà đánh skill của team mình là toàn số 1 hay không anh em. Ui già đầu. Hy vọng là cái con chim này nó sẽ xả cái choáng đi. Ta cùng coi thêm một lần siêu tuyệt kỹ con chim ép mắt nữa nha nè. Bên kia giáp dày quá anh em ơi. Không có Kula phá giáp là đánh hơi bị căng cái kèo này đó nha. Ok, ép mắt. Được thêm một lần nữa hay không? Không nổi anh em, không giết được đứa nào là không có lên nổ được. Búp giáp dày lên. Ấy, ok. Cho ai con chim bị choáng lúc đó rồi, choáng trước đó rồi nên là không có đủ để mà chơi siêu kỹ anh em ơi. Cho ai con Ly Hoàng Phi Hồng này búp giáp và búp máu khá là bá đạo luôn nha anh em. Đây là cái sức mạnh con Hoàng Phi Hồng. Nếu mà anh em chơi con Ghi búp cũng ok, nhưng mà mình thấy con Hoàng Phi Hồng vừa có búp giáp mà vừa có là hồi máu nữa thì mình thấy là cái siêu kỳ kỹ của con Hoàng Phi Hồng nó đúp là nó tối ưu hơn là cái con Ghi anh em. Nếu mà con Hoàng Phi Hồng đi với lại team hỏa thì nó mạnh hơn con Ghi, là mình thấy là mạnh hơn con Ghi là chắc chắn rồi đấy. Ok, ok, 3.4 triệu đam. Đấy, bây giờ con Hoàng Phi Hồng có thêm một cái siêu kỳ kỹ nữa thì nó sẽ búp máu cho team khá là ngon nè anh em. Ở bên kia có Gonit đồ các thứ rồi, đúng là biết 13 có khác anh em. Choa, chim đã đầu tiên thì em nó bị ăn khá là nhiều là CC vào đầu luôn anh em. Đấy, đây là nếu mà bạn này được á thì cố gắng
bỏ con Mari ra để build một con Kula vào trong team thì may ra mới là giết được là những cái ông mà có con ghi nè anh em. Bởi vì bây giờ không có con nào để hóa giải cái giáp ảo cả, nên là trời ơi búp máu mà lên không máu luôn kìa anh em. Đó, búp máu lên không máu luôn kìa. Nên là sẽ không có ai mà để hóa giải được cái giáp đó đã giáp ảo cả, nên là bây giờ nếu mà kết thúc được trận đấu khá là lâu cũng như là thua trận này. Có hai con tướng con ghi ở bên kia, có ghi, có Kula với lại con Gonit, thì mình thấy cái cửa mà để mình win là chắc là bị giảm xuống rất là nhiều rồi. Ok, đánh thêm một vài trận nữa nha anh em. Hồi nãy là ông trời ơi ông này VIP 13 mà sao mà thọt dữ vậy, không biết VIP 10 nha anh em. VIP 10, ok, trận này thấy ổn rồi anh em. Mình là VIP 9, ông này VIP 10, nãy ông kia VIP 13, tướng VIP quá nên là đánh không lại. Đấy, thì cái bạn chủ ác này thì có một cái lời khuyên cho anh em, đó là khi mà anh em chơi team hỏa, ví dụ như team này thì đây là bạn này nâng con chim lên lục môn, lên ép bắt là vì đam mê thôi nha anh em. Còn bạn đó khuyên là anh em nào mà đang chơi team hỏa thì không nên lên con chim ép bắt. Trụ chết luôn rồi anh em ơi, không nên chơi con chim ép bắt đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó hơi yếu một tí em, nó khá là yếu, nên là anh em chừa tài nguyên đó để lên những cái con tướng khác ép mắt. Đấy, còn riêng về cái ác của bạn này thì theo mình nếu mà được thì bạn bỏ con Mari ra. Trận này thua rồi em ơi, bên kia mạnh quá. Bỏ con Mari ra để bạn chơi thêm một con Kula nữa, thì tại vì con Kula này là nó lay về sau cực kỳ là ghê, nó sẽ lên được tư chất SP luôn mà. Đấy, sau này là ép mắt rồi sau này lên UR nữa, đánh ông top 32 đi anh em. Rồi VIP 10 luôn nè, một chiến cao thực sự. Trời ơi, có cả ghi được các thứ này nè. Đó, thì khuyên bạn như vậy thôi. Đấy, còn bạn khuyên anh em nào mà đang chơi team hỏa thì không nên lên con chim ép mắt nha anh em. Bạn là bạn nâng là để đam mê thôi. Hầu như bây giờ nếu mà đánh sâu thì team hỏa khá là bất lợi, bởi vì bị dồn đam khá là nhiều. Nhất là bên nào mà có con ghi, trời ơi, ăn choáng nữa mới đau chứ. Đánh test cho anh em mà cái con ghi này, cái con chim này nó bị là choáng liên tội luôn, thì đâu có chơi coi ép mắt được nhiều nữa anh em. Được cái là con mai để ép mắt rồi nè, ghê thực sự. 3.9 triệu đam, ok, búp lên ghi thấy dày rồi, bây giờ hồi máu rồi, ok nè anh em. Hai búp giáp rồi mà còn búp hồi máu nữa anh em. Bây giờ là team của mình là chỉ có mình con Kula là chị được thôi anh em. Còn cái đám kia rồi như là đánh vào cái giáp nó cực dày rồi. Đẩy, trời ơi. Ôi, bên kia cũng có con Ly Hoàng Phi Hồng hả ta, nãy giờ mới để ý nha. Búp được, chà, team này hơi thú vị anh em. Mình thấy con Ly Hoàng Phi Hồng ở bên kia và cái sự kết hợp của con Ly và con Ghi, thì cái giáp ảo của nó mang đến, thử coi có dày không nha anh em. Nhưng mà, ôi, con chim của mình nó mới chơi được cái S-Max rồi anh em. Nhảy hip hop rồi khá là ghê. Nhưng mà đam mình thấy nó cũng hơi là bé một tí nè. Cho chuyến này nhiều khi win là nha anh em. Đấy, đây là bên kia là chơi kết hợp con vừa con Ghi và vừa con Ly Hoàng Vĩ Hồng nữa anh em. Hai đứa là ôi ôi hip hop đây. Đấy, mấy trăm ngàn máu anh em. Nếu mà ok, nếu mà chí mạng độ lên các thứ thì có thể lên được 1 triệu máu đấy. Chủ yếu là để gây hiệu ứng cho team cũng như là thêm những cái tầng búp cái những cái tầng thiêu đốt lên cho team thôi nè. Đây, đây là cái team hỏa chuẩn. Nếu mà mình nạp tiền ít ít như bạn thì mình cũng đi theo cái team này rồi. Nhưng mà mình sẽ bỏ con Mari ra và thay con Kula vào. Đó là cái cách tối ưu nhất, cũng như là để cho chúng ta là phá những cái giáp ảo của team bên kia. Đó, đó là con chim S-Max của cái S S này đây là bên S3 nha nè. Đây S3 đây là cái con chim top 1 của server S3. Đây, top 1 của server chắc chắn rồi em ơi. Thôi không biết top 2 của S-Max hay chưa, nhưng mà con này hình như là lên S-Max đầu tiên của S3 rồi. Ông nào S3 thì hãy điểm danh ở dưới nha. Rồi ok, đó là video ngày hôm nay. Anh em nào có suy nghĩ gì về con chim này cũng như là cái team hỏa này đó, thì anh em hãy comment bên dưới nha. Đừng quên like, share, nhấn theo dõi kênh luôn. Cảm ơn rất nhiều nha.